chúng con nhất tâm kiền thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni an tọa, và xin kính mời tất cả quý phật tử ở hai dãy ghế cánh tả hữu của hội trường an tọa ngưỡng bạch chư tôn đức, kính bạch thượng tọa phương trượng ân sư. Khi biết con khôn lớn, chợt biết mình đã già, bao mùa xuân đi qua, bao mùa xuân vẫn đợi. Chúng con đang biết giờ đây trong tâm niệm của thầy mang má một nỗi niềm không tả. Đã 25 năm trôi qua trong sự đợi chờ, nay đệ tử của thầy đã không lớn, thế thầy vẫn đợi chờ, đợi chờ cho những mùa xuân tiếp tục đem tới sự giải thoát cho đệ tử của mình và cho những ai có nhân duyên với viên giác tự nói riêng, với Phật pháp nói chung. Thầy mãi mãi là cội sứ già, chịu đựng bao phong ba tới nguyệt. Bây giờ cội đã già, cằn cõi bao mùa mưa nắng phũ phàng, nhưng lá vẫn xanh, hoa vẫn thơm, hương vị ngọt ngào ấy thầy vẫn dâng tặng cho cuộc đời. Kính bạch thầy, nơi ngôi viên giác tự này bao nhiêu người đến, đã biết bao nhiêu người đến đây học đạo, nhưng cũng không ít người ra đi, chỉ có thầy còn ở lại. Và trong giờ phút trang nghiêm thấm đẫm tình thầy trò này, toàn thể bốn chúng đệ tử của chúng con xin được phụ phục dưới chân thầy, dâng lên lời tác bạch khánh tế nhân kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác, cũng là ngày thầy đăng cơ phương trượng. Xin cung thỉnh đại đức tân trụ trì Thích Hạnh Tấn đại diện cho bốn chúng đệ tử tác bạch khánh tế. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trên kính ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni có mặt trong ngày lễ hôm nay, chúng con xin mạn phép được dâng lên những lời tác bạch đến sư phụ chúng con. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay hàng đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thời gian thấm thoát trôi qua, chúng con thọ ơn giáo dưỡng của thầy, biết rằng tuổi đời chúng con tuy không còn nhỏ, nhưng trong chỉ đạo chúng con vô cùng non nớt. Mang lại Phật pháp do thầy truyền trao, chúng con chưa một phần nắm vững. Ngày hôm nay thầy ủy nhiệm lại nặng nề cho anh em chúng con cùng nhau chung gánh. Chúng con thiết nghĩ một phần thầy muốn anh em chúng con qua đó sẽ được trưởng thành trong công việc của mình, cũng như để khích lệ tinh thần trách nhiệm của chúng con đối với toàn thể chúng sanh, phải phát triển những kinh nghiệm tâm linh của mình sâu hơn, mạnh hơn, mau mắn hơn, để có thể phục vụ chúng sanh và đạo pháp như dân tộc một cách đúng đắn theo tinh thần từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật thứ 54 của thầy. Chúng con thật sự không biết nói gì hơn là những lời mộc mạc cùng một tấm chân tình tha thiết. Cha mẹ chúng con đã tạo ra thân thể chúng con. Chúng con là những người đến từ ba miền của nước Việt, đến từ nhiều nơi ở trên quê hương thứ ba này. Chúng con xuống học tại đây
dưới mái chuộc nhé, trở thành huynh đệ, trở thành pháp lữ. Đó là ơn của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lưỡng bạch hòa chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa đại đức tăng ni, cùng quý đệ tử xuất gia cũng như tại gia và tất cả quý quan khách, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2003, cách đây 55 năm nói theo lịch âm và 54 năm nói theo lịch tây, cha mẹ của chúng con, chúng tôi đã mang chúng tôi ra đời. Vì vậy cho nên mỗi năm đến ngày 28 tháng 6 là hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia thường thường cử hành lễ sinh nhật để tạ ơn sư phụ. Năm nay ngày sinh nhật nhằm vào thứ bảy, cũng là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác, lại có sự quan tâm to lớn của chư tôn trưởng lão và chư thượng tọa đại đức tăng ni văn tập về chùa Viên Giác, đồng thời các đệ tử xuất gia cũng như tại gia tổ chức kỷ niệm khánh tế để đánh dấu một sự thay đổi sau 25 năm hành đạo. Và thường thường lời này thầy vẫn thường hay nhắc với quý vị: sanh tôi ra là cha mẹ, nơi tôi lớn lên là do hạt cơm của đàn na tiến thí dạy bảo tôi nên người, do ơn của thầy tổ. Và ngày hôm nay sau bao nhiêu năm tu học ra làm việc đạo, đó chỉ là bổn phận đáp đền ơn nghĩa sanh thành, ơn nghĩa quốc gia, ơn nghĩa xã hội, ơn nghĩa bằng hữu, những thiện hữu trí thức và ơn nghĩa của những người chung quanh mình. Vậy thì tất cả chúng ta sinh ra, lớn lên, già đi và sự chết đã đến, sẽ đến. Chúng ta đều sống làm sao cho nó có một cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Quý vị, nhất là những đệ tử xuất gia, thầy rất là hãnh diện. Quý vị đã làm tròn cái bổn phận của mình. Đôi khi có những sự bực dọc, khó chịu từ thầy, vì mong rằng đệ tử của mình càng ngày càng được tiến bộ nhiều hơn. Tuy nhiên theo thầy nghĩ, sắc nếu tôi luyện càng nhiều, độ nóng thì lại càng vững chắc hơn. Vì vậy cho nên thầy muốn dùng cái sắc của quý vị không phải để làm cái đinh để đóng cột nhà, mà thầy muốn dùng sắc của quý vị để tạo thành những cái linh kiện của computer, của máy móc tối tân. Thì cũng một ký lô sắt đó, nếu không biết dùng, nó chỉ là đồ phế thải. Nhưng nếu biết dùng, nó sẽ là một ký đinh để đóng vào cột nhà. Nếu chúng ta biết